Các bạn ơi, nắng lại lên rồi. Mình rất thích những ngày nắng bởi vì những ngày nắng này thực ra nó sẽ làm đen da. Nhưng mà sẽ có những bức ảnh và những cảnh quay đẹp cho các bạn. Vào mùa hè mình đã quay khá nhiều cảnh của New Zealand ở các bãi biển rồi. Còn bây giờ sẽ đến những cảnh quay của mùa thu các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn, mình đang ở một con đường khá là bí mật. Con đường này mình gọi là con đường bí mật bởi vì từ trước đến nay mình cũng không hề biết đến cái con đường này cho đến vài ngày trước. Mình đưa hai đứa con của mình ra bãi biển Poychef, tức là Poychefalier. Thì ở đây trên con đường này có một đoạn đường vô cùng đẹp với toàn lá vàng và lá đỏ thôi. Mình vừa nãy mình đã quay cả cái suốt cái con đường này rồi. Mình rất là thích cái con đường này bởi vì nó mang đặc trưng của mùa thu New Zealand. Ở New Zealand mình tin rằng là tất cả các thành phố đều có những con đường đẹp. Có những con đường nó nổi tiếng như là Franklin thì các bạn đều đã biết rồi. Hay cái con đường này, đến bây giờ mình vẫn còn chưa biết tên nó là con đường nào nữa. Mình sẽ tìm trên bản đồ và ghi lại cho các bạn cùng biết nhé. Mình là một người rất là thích cảnh đẹp của New Zealand, nhất là những nơi mà không mất tiền. Vé vào cửa như thế này, các bạn có thể đi lúc nào các bạn có thời gian. Chỉ cần là nắng lên thôi thì các bạn có thể xách xe lên và đi rồi. Bạn nào mà ở bên này lâu thì hãy cố gắng học lái xe, bởi vì lái xe tiện hơn là các bạn đi xe buýt rất là nhiều. Nhưng cái con đường như thế này thì các bạn chỉ có thể lái xe thôi, còn đi xe buýt mình cũng không biết đường nào để chỉ cho các bạn đi ra đây nữa. Các bạn lái xe thì cách trung tâm khoảng tầm vài cây số thôi, thì các bạn đi chắc khoảng tầm 10 phút là có thể đến nơi này rồi.